thường cái điểm mạnh các bạn làm đúng hết, được chưa? Rồi, đúng là theo ba cái chấm chấm của các bạn đó, là ba cái chấm chấm mà để đúng chỗ nha. Cái điểm yếu của các bạn cũng để đúng luôn, được chưa? Ha, là ba cái chấm của bạn để đúng chỗ. Cơ hội thì cái chữ thương hiệu mới á, thì cái này nó là điểm yếu, được chưa nha? Thương hiệu của doanh nghiệp là cái chỗ mà thương hiệu của doanh nghiệp là thương hiệu mới, thương hiệu nó là điểm yếu nha. Rồi, trên thị trường có nhiều nhà cung ấm, đây là cơ hội, đồng ý, được chưa? Giá bán của sản phẩm cao hơn, giá bán nó là điểm, giá bán của sản phẩm cao hơn so với mặt bằng chung, có nước được các bạn nào? Giá bán này là giá bán của công ty bạn hay giá bán của thị trường nói chung? Nói ra hả Giang đi. Giá bán này là Có. giá bán này của em đang đề cập đây nè, là giá bán của công ty em đang phân tích hay giá bán của thị trường nói chung? Giá bán của công ty ạ. Giá bán của công ty thì nó là điểm yếu nha, nó là điểm yếu của công ty nha, được chưa? Rồi, như vậy thì các bạn có hai dấu chấm bị để sai chỗ là thương hiệu và giá bán là để sai chỗ nha, phải nằm ở khu vực điểm mạnh điểm yếu chứ không nằm ở khu vực cơ hội thách thức nha. Còn tại sao là như vậy, xíu nữa cô giảng bài, nếu mà cô giảng bài các bạn hiểu vì sao thì thôi, còn nếu cô giảng bài mà các bạn vẫn không hiểu vì sao thì các bạn hỏi lại nha, ok chưa? Rồi, thứ nhất này là cái phần trình bày của mình á, là nó hơi ngắn so với quy định, một vài điểm trong phần giải quyết chuyên đề xác định còn sai. Cái phần ôn lại bài cũ thì cô thấy nó hơi 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 ngắn á. Dạ, bạn có thể nói sâu hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Hoặc là để cho cái bài của mình dài hơn á, thì bạn có thể để cho nó dài hơn thì bạn có thể thêm nội dung khác vào, đúng không? Thêm nội dung khác đây, ví dụ như là bạn có thể giới thiệu tổng quan sơ qua về cái doanh nghiệp mà bạn đang thuyết trình để người ta biết doanh nghiệp đó là gì, doanh nghiệp nó có lĩnh vực hoạt động làm sao, doanh nghiệp đó tên là gì, doanh nghiệp đó thành lập khi nào, vân vân. Tức là mình có thể kéo dài cái nội dung thuyết trình bằng cách là mình thêm những nội dung mà nó xoay xoay quanh đó để mình nói vào, ok chưa? Thì nó sẽ dài hơn nha. Nha Lê Giang ơi, Dạ cô ạ. rồi sao mà nó có phút thế này đi. Rồi nhóm 3 Đức Huy ơi, Đức Huy. Huy ơi, nhóm 3 Huy ơi. Nhóm 3 Huy ơi. Dạ nghe coi. Nhóm em sẽ thuyết trình vào thứ hai tuần sau nha con. Ở hôm nay thứ sáu thì nhóm em thứ hai tuần sau thuyết trình. Nhớ chuẩn bị bài nha. Mình nhớ lưu ý mặt thời gian nha. Ngắn quá thì thường thường nó sẽ sơ sài đó nha. Vừa đủ là tốt nha. Rồi, ok. Rồi cô chốt nội dung bài online số 2. Rồi sau đó cô sẽ cho các bạn thực hành làm thử nhé. Ôi, cô đừng. Rồi trước khi chụp bài 2, trước khi chỉ bài 2 các bạn chụp bài 3, cô quên mất. Rồi, các bạn chụp cho cô 3 câu hỏi của bạn online số 3 rồi.
Rồi các bạn chụp xong chưa? Rồi xong rồi nha. Rồi có cách nha. Đáp án số 3 sẽ thu vào thứ hai tuần sau nhé. Rồi. Rồi cô chỉ bài 3, bài 2 này. Bài 2 cô đã cho các bạn chuẩn bị hai nội dung ha. Môi trường marketing là gì? Có những yếu tố nào thuộc môi trường marketing và các thành phần của mô hình SWOT? Thì cái phần thành phần của môn SWOT đây chính là công cụ để giúp chúng ta hỗ trợ xác định các yếu tố trong môi trường marketing dễ dàng hơn ha. Cô bật cam, đợi từ xíu. Cô bật mic, cô xem màn hình này đúng không? Rồi, ok. Rồi, cô nói thứ nhất. Về mặt khái niệm, môi trường marketing là những yếu tố bên trong và bên ngoài tạo ra những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp để khai thác nha. Như vậy thì cái chỗ này thì cô này, cô góp ý lại này, là những yếu tố bên trong này, bên ngoài này, rồi tạo ra những cơ hội này, cơ hội này, những thách thức này để doanh nghiệp khai thác. Như vậy chúng ta có bốn cái từ khóa chính trong cái khái niệm mà môi trường marketing là những yếu tố bên trong này nha, bên ngoài này, tạo ra những thách thức này và những cơ hội để doanh nghiệp khai thác. Như vậy thì cụ thể những yếu tố bên trong là những yếu tố nào, yếu tố bên ngoài là yếu tố nào ha. Rồi những yếu tố thuộc về bên trong của doanh nghiệp có thể quản lý, có thể xuất phát từ bên trong của doanh nghiệp ra, doanh nghiệp có thể quản lý, kiểm soát được nó ha. Ví dụ như là yếu tố về nguồn nhân lực, đúng không? Yếu tố về nguồn nhân lực là yếu tố về mặt con người đấy. Con người trong doanh nghiệp, đúng chưa? Yếu tố về mặt hình ảnh, về mặt thương hiệu, những yếu tố về mặt cơ sở vật chất, đúng không? Hoặc những nghiên cứu phát triển công nghệ của doanh nghiệp, hoặc là những cái nguồn lực marketing của doanh nghiệp, hoặc là những yếu tố về tiền bạc tài chính của doanh nghiệp, thì những yếu tố đó là những yếu tố thuộc về môi trường bên trong của doanh nghiệp. Còn những yếu tố bên ngoài á, là yếu tố thuộc về môi trường ở bên ngoài của doanh nghiệp, thì trong đó người ta sẽ chia làm có vi mô và vĩ mô. Vi mô ở đây là những yếu tố nhỏ, ví dụ như là người tiêu dùng nó ở bên ngoài doanh nghiệp, đúng không? Nhưng nó có tác động ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình. Rồi nhà cung cấp cũng vậy, nhà cung cấp nó không thuộc về doanh nghiệp, nhưng nhà cung cấp nó nằm ở bên ngoài, nhưng nhà cung cấp nó là cung cấp mặt hàng cho mình, thì nó cũng lại ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình, được chưa? Đối thủ cạnh tranh nó cũng không thuộc về doanh nghiệp, nó là yếu tố bên ngoài doanh nghiệp, nhưng đối thủ cạnh tranh nó lại cũng ảnh hưởng tới mình, ok chưa? Rồi hoặc là các kênh trung gian, hoặc là các cái công chúng bên ngoài ha. Còn môi trường vĩ mô ở đây ví dụ như yếu tố về mặt nhân khẩu học, đúng không? Ví dụ như là dân số, quy mô dân số Việt Nam đi. Nếu mà Việt Nam có dân số đông thì sẽ có nhiều người, số lượng nhiều người sẽ mua hàng của bạn nhiều hơn. Nhưng Việt Nam có dân số ít thì số lượng mua hàng sẽ ít đi, đúng không? Ví dụ như bạn bán cho một lớp mà có 40 người thì cái xác suất bán được hàng khoảng cỡ đâu đó 10 người. Nhưng bạn vào cái lớp nó chỉ có 10 người thôi thì lần sau bạn bán hết 10 người được. Lúc đấy doanh số của bạn đâu đó khoảng cỡ 2-3 người thôi ha. Thì cũng hiểu nôm na khi chúng ta ở trong cái môi trường rộng hơn. Nhân khẩu học, yếu tố về mặt dân số Việt Nam chẳng hạn ha. Yếu tố về mặt kinh tế, đúng không? Ví dụ như là khi mà nền kinh tế phát triển, đúng không? Các cái chỉ số tăng trưởng kinh tế cao, người dân sẽ sẵn lòng chi trả để mua hàng bạn nhiều hơn. Còn kinh tế mà tỷ lệ lạm phát giá tăng này, đúng không, nguồn thu hoặc là tình hình tỷ tốc độ tăng trưởng của tình hình kinh tế nói chung là nó bị giảm sút này, thì lúc đấy sẽ khiến cho doanh nghiệp của mình người ta sẽ ít chi tiêu hơn, được chưa? Hoặc là yếu tố về mặt chính trị pháp lý đi, khi ở trong một nền chính trị mà ổn định thì doanh nghiệp nó sẽ dễ dàng phát triển. Còn trong một cái nền chính trị mà nó bị gọi là rối loạn hoặc là nhiều xung khắc ấy, thì nó sẽ tạo ra cái môi trường khắc nghiệt cho doanh nghiệp hơn, được chưa? Hoặc là những yếu tố văn hóa tương tự như vậy ha, yếu tố về văn hóa, ví dụ như là có những nơi người ta không ăn thịt bò, người ta tôn trọng xem con bò là thần tượng, người ta xem con bò như là một cái biểu tượng cao quý và mình không được phép ăn nó chẳng hạn. Thì khi mà ở trong một cái bán cho một cái quốc gia mà người ta theo cái đạo như vậy, thì lúc đấy sẽ số lượng mà thịt bò của bạn bán ra được nó sẽ ít hơn, đúng không? Hoặc là ví dụ như là ăn thịt chó đi, đúng không? Có nơi thì người ta ăn thịt chó rất nhiều, nhưng có nơi người ta coi con chó là một động vật yêu thương, không được phép ăn chẳng hạn. Thì mình ở trong cái khu vực đấy mình sẽ không bán được thịt chó ha. Rồi nhưng mà ở trong cái nơi mà người ta ăn thịt chó rất nhiều, người ta nhậu rất nhiều với món thịt chó chẳng hạn, thì bạn sẽ bán được rất là nhiều ha. Như vậy thì cái này á, nó là những yếu tố về khía cạnh văn hóa ở bên ngoài mà nó không ở bên trong cho bạn tạo ra, nhưng mà nó lại tác động tới sự nghiệp của bạn, được chưa? Hay là những yếu tố về mặt công nghệ cũng vậy luôn ha. Giả sử như là
mình cô lấy ví dụ như công nghệ dễ dễ hiểu nha. À, giả sử như bạn làm lái xe truyền thống đi đúng không? Lái xe truyền thống thì các bạn thấy có rất là nhiều nhược điểm với nó chẳng hạn. Nhưng mà khi mà công nghệ phát triển, người ta sẽ tạo ra các cái ứng dụng và lái xe công nghệ chẳng hạn, thì nó sẽ là cái môi trường tốt cho những công ty thuộc về ứng dụng công nghệ, nhưng nó sẽ là môi trường tệ cho những cái loại hình mà lái xe truyền thống chẳng hạn, đúng không ạ? Đó thì cái này nó cũng ảnh hưởng tác động tới cái môi trường marketing cũng như là môi trường của doanh nghiệp nha. Rồi, đó là cô nói sơ qua về cái nào thuộc về bên trong, cái nào thuộc về bên ngoài. À, như vậy tóm lại là cái gì mà từ doanh nghiệp xuất ra, cái gì mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được thuộc về bên trong doanh nghiệp, đó là môi trường bên trong. Những cái gì mà nó ở bên ngoài doanh nghiệp không kiểm soát được nhưng mà nó tác động ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình, bao gồm vi mô và vĩ mô, là những cái đó thuộc về môi trường bên ngoài. Được chưa? Rồi, một công cụ để chúng ta phân tích mô hình SWOT, một công cụ để phân tích môi trường marketing là sử dụng SWOT. Trong đó nha, trong đó SWOT là viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, như trên slide các bạn đang thấy nha. Strengths này, weakness này, opportunities này và threats. Nếu các bạn đã học ở cái môn môn gì kỹ năng học tập đúng không, chúng ta cũng phân tích SWOT bản thân chúng ta, điểm mạnh của chúng ta là gì, điểm yếu của chúng ta là gì, đúng không? Thì cái môn này mình cũng sử dụng mô hình SWOT, nhưng đối tượng phân tích của chúng ta không phải là bản thân mình mà là của công ty mình, được chưa? Các bạn cũng sẽ ý nghĩa cũng gần tương tương như vậy, bạn sẽ sử dụng mô hình SWOT để phân tích cho đối tượng là công ty của mình. Công ty bạn có điểm mạnh gì, công ty bạn có điểm yếu gì, công ty bạn có những cơ hội thách thức nào, được chưa? Vậy cụ thể là như thế nào, như thế này nè, cô nói về cái mô hình SWOT nha, mô hình SWOT này à, thì cái chữ S đúng không, cô ghi tiếng Việt thôi nha, rồi điểm mạnh này đúng không, điểm mạnh đầu tiên á, khi mà bạn phân tích, bạn muốn phân tích được một cái yếu tố nào đó nó thuộc cái nào trong mô hình SWOT đúng không, thì bạn phải trả lời dùm cô á, là cái yếu tố này, yếu tố mà bên trong, đúng chưa, yếu tố mà bên trong này đó, mà tác động tốt đó, thì nó là điểm mạnh, chính là chữ S nha, chữ S này. Đó. Yếu tố bên trong mà tác động xấu đó, thì nó là điểm yếu, viết tắt của chữ W đúng không ạ? Yếu tố bên ngoài nha mà tác động tốt đó, thì nó là cơ hội. Thì cái này quan trọng nha, cái này quan trọng, cái này bắt buộc phải hiểu vì nó là N2 của các bạn á. Rồi đó là cơ hội, đó là opportunities. Rồi yếu tố bên ngoài mà tác động xấu á thì nó là thách thức. Rồi, chất nhiều. À, rồi cái này ghi chú giùm cô nha, ghi chú giùm cô này. Khi bạn muốn biết nó là cái điểm mạnh, điểm yếu hay cơ hội thách thức của mình thì bạn phải trả lời là nó là yếu tố bên trong hay bên ngoài, và cái yếu tố đó tác động tốt hay tác động xấu, để từ đó mình xác định cái nào thuộc về điểm mạnh, cái nào thuộc về điểm yếu ha. Cô lấy ví dụ như cái này đúng không, cô lấy ví dụ này. À, đây là mô hình SWOT của công ty Vinamilk này, đúng chưa? Thì này, sản phẩm đa dạng đúng không, bây giờ mình có cái nhận định này, sản phẩm đa dạng đúng chưa? Bây giờ này, sản phẩm là yếu tố bên, sản phẩm là doanh nghiệp tạo ra nó thì nó phải là yếu tố bên trong, và khi mà sản phẩm đa dạng thì nó tác động tốt, thì cái này nó là điểm mạnh. À, thì nằm ở khu điểm mạnh này, được chưa? Rồi cô lấy ví dụ như thứ hai là điểm yếu đi, cô lấy cái ví dụ điểm yếu khác này đúng không, cô lấy ví dụ như là nguồn lực tiền hạn chế, hoặc là hiểu nôm na là tiền ít đi chẳng hạn đúng không, ví dụ doanh nghiệp là có cái số tiền là vốn đầu tư tiền ít chẳng hạn đúng không, như vậy tiền tài chính là yếu tố bên trong, và khi tiền ít thì nó sẽ lại tác động xấu, ở đây chính là điểm yếu của mình, được chưa? Rồi hoặc là ý tiếp theo, cô lấy ví dụ như là cơ hội đi đúng không, khách hàng tiềm năng cao, khách hàng là nó thuộc yếu tố bên ngoài đúng không, khách hàng yếu tố bên ngoài, mình không có kiểm soát khách hàng của mình được đúng không, khách hàng yếu tố bên ngoài, như vậy khách hàng mà nó nhiều thì nó, khách hàng là yếu tố bên ngoài mà khách hàng nhiều nó là tốt
đúng không? Khách hàng nhiều thì mình người ta sẽ có mức độ sẵn lòng chi tiền lên nhiều hơn, mình sẽ có nhiều doanh số hơn, khách hàng càng nhiều doanh số càng cao. Thì cái chỗ này yếu tố bên ngoài, khách hàng yếu tố bên ngoài tác động tốt cho doanh nghiệp thì đó sẽ là cơ hội của doanh nghiệp, được chưa? Rồi thách thức này, ví dụ như là đối thủ cạnh tranh nhiều chẳng hạn đi nha, thì trong trường hợp này đối thủ cạnh tranh là yếu tố bên ngoài, được chưa? Vậy khi mà đối thủ cạnh tranh nhiều thì nó tác động xấu và đây chính là thách thức của bạn, ok chưa? Như vậy thì khi cô đưa ra một nhận định nào đó, bạn phải xác định đó là bên trong hay bên ngoài để bạn biết đó là điểm mạnh, điểm yếu hay cơ hội, thách thức. Và khi hết yếu tố xong rồi thì bạn phải xác định đâu là điểm mạnh, đâu là điểm tốt, đâu là điểm xấu, để từ đó mình đưa ra cái khu vực là squad phù hợp nha. Bây giờ cô thử review thử nha. Lấy ví dụ này, còn lấy ví dụ này, cô có nhận định này, nhân sự có chuyên môn cao này, ví dụ như này. Để cô làm từng cái một nha. Rồi nhân sự có chuyên môn cao, nếu cô đưa nhận định này thì nó là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức ạ. Rồi các bạn thử nói thử dùng cô với các bạn hiểu có đúng không? Rồi nếu cô nói một doanh nghiệp nào đó mà có nhân sự có chuyên môn cao thì hỏi đây là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội. Rồi ok, giờ cô cảm ơn các bạn. Rồi chính xác nha. Rồi đầu tiên mình phân tích này, nhân sự là yếu tố bên trong, bởi vì nhân sự là người của mình mà nhân sự mà có chuyên môn cao tức là tác động bên trong, mà tác động tốt thì nó là điểm mạnh, chính xác, giỏi nha. Rồi hiểu bài, doanh nghiệp có quan hệ tốt với báo chí và truyền thông nè, được chưa? Doanh nghiệp có quan hệ tốt với báo chí và truyền thông, được. Cái này hơi khó này. Rồi mình xem nó là cái nào. Ok, rồi chính xác ha. Báo chí và truyền thông, báo chí và truyền thông là những yếu tố bên ngoài, đúng không? Nhưng mà khi báo chí truyền thông viết những cái bài viết tốt cho doanh nghiệp của mình thì sẽ khiến cho khách hàng mua hàng của mình nhiều hơn. Nhưng khách báo chí truyền thông mà viết những cái bài báo mà nó tác động tệ tới doanh nghiệp của mình thì sẽ khiến cho khách hàng mua hàng ít hơn, đúng không? Ví dụ như bạn đọc một cái bài báo là sản phẩm A nào đó, đúng không, xả thải ra khi làm chết cái dòng sông Thị Vải đi chẳng hạn, đúng không? Thì khi bạn nghe như vậy tự nhiên bạn có cảm giác là ôi cái doanh nghiệp này chả bảo vệ môi trường gì cả, làm hủy hoại cả một dòng sông này chẳng hạn, thì tự nhiên bạn có xu hướng là muốn tẩy chay, hoặc bạn có xu hướng là không muốn mua sản phẩm đó nữa, không muốn ủng hộ sản phẩm đó nữa, đúng không? Hoặc là ví dụ như khi bạn thấy một cái bài báo viết rằng là Vinamilk là hỗ trợ mùa dịch này, là bao nhiêu thùng mì tô hỗ trợ bao nhiêu tỷ đồng, đúng không, hỗ trợ cho bao nhiêu học sinh ở trên vùng cao Vũ Lộc vân vân, thì tự nhiên khi bạn đọc những cái bài báo như vậy, à wow, sản phẩm này này, công ty này này, họ có những cái thiện chí, hoặc là họ có những cái hành động rất là đẹp đẽ cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì tự nhiên bạn lại có một xu hướng giống như là muốn ủng hộ đấy ha. Thì tự nhiên là thì trường hợp này cái báo chí và truyền thông nó cũng sẽ nó không phải thuộc công cụ bên trong doanh nghiệp, nhưng nó sẽ khiến cho doanh nghiệp là tạo ra cơ hội, thách thức cho doanh nghiệp. Nếu người ta viết tốt thì nó là cơ hội, còn nếu người ta viết xấu thì nó sẽ là ảnh hưởng xấu tới doanh nghiệp của mình, đúng không? Nhưng mà khi bạn có quan hệ tốt thì tự nhiên cái bài viết nào nên đưa, bài viết nào không nên đưa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng luôn nha. Thì cái này được xem là cơ hội. Rồi chính xác, tài chính và ngân sách marketing hạn hẹp vậy. Rồi ok, để các bạn xem thử dùm cô, cái này là yếu tố nào trong mô hình SWOT? Rồi tôi thấy các bạn hiểu bài rồi đó ha, nói cái nào cũng đúng hết ha. Rồi rồi chính xác, như cô vừa nói, tài chính và ngân sách, tài chính và ngân sách là tiền của mình, đúng không? Tiền của mình nó là yếu tố bên bên trong, đúng không? Như cô đưa cái dòng này, tiền là yếu tố bên trong, mà tiền ít thì nó là tác động xấu, thì nó sẽ là điểm yếu. Rồi chính xác ạ, giỏi, rất mình hiểu bài nha. Rồi trên thị trường có nhiều loại nước rửa chén đã có nhiều năm và uy tín. Rồi cái cuối cùng, trên thị trường có nhiều loại nước rửa chén, nhiều thương hiệu đã có mặt trên thị trường nhiều năm và có uy tín.
Rồi, giờ cô phân tích ha. Trên thị trường là thứ mà mình không kiểm soát được, đúng không? Là yếu tố bên ngoài. Mà cụ thể ở đây á, đã có nhiều loại sản phẩm này, đã có nhiều thương hiệu này. Ý người ta muốn nói là đối thủ cạnh tranh đấy, được chưa? Đối thủ cạnh tranh nhiều là không có tốt cho mình, đúng không? Được chưa? Như vậy thì trên thị trường đối thủ cạnh tranh là yếu tố bên ngoài. Mà nó nhiều mà nó còn có uy tín nữa thì nó là tác động xấu tới doanh nghiệp của mình, và đấy chính là thách thức mình cần phải vượt qua. Chính xác, ok ha. Rồi như vậy thì cả bốn nội dung này các bạn đều đã biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu và đâu là cơ hội thách thức của doanh nghiệp ha. Như vậy thì cô thấy các bạn trả lời không sai chút nào, chứng tỏ là cô chỉ bài các bạn đã hiểu 100% nha. Rồi bây giờ cô quay lại review cái nhóm bài vừa rồi, đúng không? Cái nhóm bài vừa rồi này nha. Rồi à, khi nãy bạn làm sai một số chỗ như cô vừa nêu ha, thì thương hiệu ha, bạn cô thấy bạn làm sai có hai chỗ đó ha. Giá bán này, giá bán của sản phẩm cao hơn so với mặt bằng chung trên thị trường này, đúng không? Như vậy thì giá bán ở đây là giá bán do mình tạo ra, đúng không? Đây cô nói là cái bài khi nãy nha, nhóm thuyết trình á, giá bán là do mình định ra, mà mình kiểm soát được nó, mình tạo ra giá bao ngoài ra ngoài thị trường là mình do mình đặt ra, thì giá bán nó là yếu tố bên trong. Mà giá của mình để cao hơn so với thị trường thì nó tác động xấu, thì đấy chính là điểm yếu của bạn nha. Nhưng để bạn bị xác định nhầm chỗ này. Rồi thứ hai á, thương hiệu của doanh nghiệp là mới, đúng không? Nguyên vật liệu vân vân, thì thương hiệu ở đây là yếu tố của mình, thì nha, yếu tố cũng là bên trong luôn, mà thương hiệu của mình lại mới nữa thì nó là tác động xấu, và đây chính là thương hiệu, đây là điểm yếu của bạn nha. Như vậy thì nhóm chương trình vừa rồi bị để xác định hai nhầm hai chỗ nha con, được chưa? Rồi như vậy thì bài ngày hôm nay á, các bạn chốt lại giùm cô như vậy nha. À, thứ nhất là các bạn biết được là cái môi trường marketing của mình nó có bên trong, nó có bên ngoài ha. Bên trong là những yếu tố mà doanh nghiệp kiểm soát được, như là tiền bạc, giá cả sản phẩm, phân phối thương hiệu, các chương trình xúc tiến cho doanh nghiệp tạo ra, được chưa? Tiền bạc, con người, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, tất cả những cái đó là của doanh nghiệp mình, nó là yếu tố bên trong. Và những yếu tố bên ngoài mình không kiểm soát được, tác động tới doanh nghiệp của mình. Ở bên ngoài đây có vi mô và vĩ mô. Vi mô đây là những yếu tố đề cập tới, ví dụ như là nhà cung cấp, ví dụ như khách hàng, vân vân. Còn yếu tố vĩ mô đây là những yếu tố liên quan tới chính trị của một nền quốc gia, tình hình kinh tế của một nền quốc gia, đúng không? Rồi văn hóa một yếu tố của một quốc gia nào đó, thì những yếu tố đó là những yếu tố bên ngoài, được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng SWOT để phân tích cái môi trường marketing của doanh nghiệp. Trong đấy, bên trong mà tốt thì nó là mạnh, bên trong mà xấu thì nó là yếu, bên ngoài mà tốt thì nó là cơ hội, bên ngoài mà xấu thì nó là thách thức. Mà đấy cũng chính là hai nội dung mà bài online số 2 chúng ta cần phải nắm, mà cô đã review cho các bạn rồi. Và cô thấy các bạn đã tương tác rất là tốt và các bạn trả lời không sai phát nào, thì cái chỗ này có nghĩa là cô giảng bài các bạn đã hiểu nha. Rồi bây giờ thời gian còn lại cô sẽ chỉ N2, nhìn chưa? N2 nha.